bạn mong muốn. Thế thì mình có thể trả lời với bạn rằng là vậy bạn vui lòng xem lại cái chất lượng nội dung trên landing page của bạn. Chất lượng nội dung trên landing page của bạn. Cái chất lượng nội dung trên landing page có ảnh hưởng đến cái chiến dịch bán hàng của bạn không? Theo mình là có nhé. Bạn đang hỏi rằng là chạy chuyển đổi mỹ phẩm thuần kết quả rất đắt mặc dù đã chạy các chiến dịch thăm dò. Nếu như mà bạn đã chạy những chiến dịch thăm dò trong các chiến dịch chuyển đổi của mình mà kết quả vẫn không như là bạn mong muốn, thế thì mình có thể trả lời với bạn rằng là vậy bạn vui lòng xem lại cái chất lượng nội dung trên landing page của bạn. Chất lượng nội dung trên landing page của bạn. Cái chất lượng nội dung trên landing page có ảnh hưởng đến cái chiến dịch bán hàng của bạn không? Theo mình là có nhé. Có nhé. Vậy ở đây các bạn sẽ, chúng ta sẽ cùng đi tham khảo. Chúng ta sẽ cùng đi tham khảo nhé. Một vài cái chiến dịch chuyển đổi trên mạng mà bây giờ mình sẽ lướt để mình tìm một cái chiến dịch chuyển đổi nào đó mà người ta đang quảng cáo để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta cùng nhau là xem là cái một cái landing page mà đang chạy chiến dịch chuyển đổi thì họ làm cái gì, đúng các bạn? Để mình thử mình xem nào, có ai đang chạy quảng cáo chuyển đổi ở đây không? Chúng ta sẽ tìm lướt đây. Ok, mình nhìn thấy một cái quảng cáo chuyển đổi rồi. Bây giờ mình sẽ share màn hình ra để tất cả chúng ta cùng nhìn thấy quảng cáo chuyển đổi đấy. Ok, đây. Các bạn nhìn nhé. Đây là cái quảng cáo chuyển đổi. Đúng không ạ? Trong quảng cáo chuyển đổi này nó đã có đến 15.000 bình luận. Như vậy đây là một cái sản phẩm mà nếu như mà nói về cái gọi là như bạn bảo ấy, là đã chạy các chiến dịch thăm dò và đã về ẹp nhé. Nghĩa là về ad không có gì để bàn. Bởi vì nếu như về ad không có gì để bàn cho nên nó có 15.000 bình luận nhé. Bạn nhìn này. Đấy. Tương tác tốt này. Rồi ôi. Sau 15.000 bình luận mà toàn bot farm này. Ui. 15.000 bình luận mà toàn bot farm. Ui. Ông này ông chạy toàn vào bot farm anh em ạ. 15.000 bình luận toàn bot farm. Mình đang cho rằng cái cậu mà đang chạy 15.000 bình luận mà toàn bot farm này. Ui, toàn bot farm anh em ạ. Chạy 15.000 bình luận mà toàn bot farm như thế này thì mình e rằng ôi dồi, vãi chưởng. Mình e rằng là ông này ông ấy không loại trừ bot farm rồi. Và ông ấy đã dùng tool seeding rồi. Các bạn nhìn đấy, đây là hậu quả của việc dùng tool seeding nhé các bạn nhé. Đây là hậu quả của dùng tool seeding này các bạn này. Khi mà anh em mình mà dùng tool seeding nhé, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là gì ạ? Dẫn đến việc tất cả các cái bình luận này này, nó cũng bị dính vào luồng bot farm hết. Tại vì tất cả là dùng tool đúng không các bạn? Nhưng mà ok, đấy là việc người ta. Anh em mình chỉ quan tâm là gì? Đây. Anh em chỉ quan tâm ở đây thôi. Đấy, anh em chỉ đang quan tâm ở đây thôi. Đúng không các bạn? Anh em chỉ quan tâm đây thôi. Đây mình sẽ dừng cái này và mình sẽ share sang cái kế massage. Ok, bạn nhìn nhá. Đây là một cái đang chiến dịch chạy chuyển đổi đúng không các bạn? Bên trái này nó nhảy này. Đấy. Nhảy noti này. Báo là đã có khách mua hàng này, bên trái này. Đúng không? Ưu đãi không quá 30% này. Đặt ngay này. Bấm vào đặt ngay thì trôi xuống dưới cùng này. Đúng không các bạn? Và giảm tới 60%. Ok. Bên trên thì giảm 30%. Mà bên dưới thì giảm tận 60%. Bên dưới lại nhận 60%. Đặt hàng ngay hôm nay chỉ còn 8 lượt ưu đãi. Số điện thoại, họ tên, địa chỉ nhận hàng, số lượng, để lại lời nhắn, đặt hàng. Nhiều quá. Thực ra cái này về bản chất là data. Thực ra là anh em chỉ cần họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số lượng thừa. Mình cho rằng là thế đấy anh em nhé. Đếm ngược. Cứ khách truy cập vào là đếm ngược 10 giờ. Chạy cái này tốn tài khoản đó anh em ạ. Cái trò đếm ngược 10 giờ này, này là đếm ngược ảo này. Và nhất là giảm từ 60% này là giảm ảo này. Vì luật pháp Việt Nam chỉ cho phép là giảm đến 49% thôi các bạn nhé. Đấy là đúng pháp luật Việt Nam nhé.
đúng pháp luật Việt Nam là chỉ được giảm 49% thôi. Cho nên khi bạn đang giảm đến 60% này là các bạn đang phạm luật nhé. Bạn nhé. Ok, dễ chết tài khoản. Thông tin liên hệ, ok, thông tin liên hệ đầy đủ. Có tên, có địa chỉ, có hotline, có số điện thoại. Cái này đã đủ chưa? Thì mình trả lời các bạn là chưa đủ nhé. Chưa đủ. Thế nào là một cái chân trang hoàn chỉnh? Thế nào là cái chân trang hoàn chỉnh? Một cái chân trang hoàn chỉnh ấy, nếu mà bạn nào mà muốn biết thế nào là một cái chân trang hoàn chỉnh ấy, thì các bạn nên tham khảo những cái chân trang mà những website nó được đã thông báo với Bộ Công Thương. Thì đấy là một cái chân trang hoàn chỉnh. Rất là nhiều anh em bảo là anh ơi tại sao lên chuyển đổi toàn chết? Thì mình chỉ bảo anh em một key, để lên chuyển đổi sống. Đấy là cái landing chạy chuyển đổi. Hãy làm sao để có thể thông báo được với Bộ Công Thương. Thì các bạn lưu ý nhé, nếu mà các bạn thông báo vào Bộ Công Thương nhé, thì không phải là các bạn đã đăng ký đâu nhé, mà mới chỉ là các bạn đã thông báo thôi. Thì cái này là nó có chi phí các bạn mất chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Là các bạn phải 2 năm sau các bạn mới cần phải đăng ký với Bộ Công Thương. Thì coi như con landing đấy bạn chạy là bất tử luôn, không bao giờ chết tài khoản. Cực kỳ khỏe. Như vậy mình đang nói về việc là một cái landing làm sao để cho đúng chính sách nhé. Nhưng bây giờ anh em mình nói về giá. À, nói về cái phân bổ. Một con landing mà để giá lên trên đầu như này này. Các bạn hình dung ạ. Một cái landing mà để giá lên trên đầu như này này. Thì rất dễ là có tỷ lệ thoát ra ngoài cực kỳ cao. Tỷ lệ thoát ra ngoài cực kỳ qua cao. Cho nên nếu như mà bạn đặng khoa phạm ấy. Bạn đặng khoa phạm ấy. Mà bạn đang làm cái landing mà tương tự như này. Nghĩa là vào phát có giá luôn ấy. Thì rất có thể là cái tỷ lệ thoát của bạn sẽ là rất là cao. Tỷ lệ thoát cao nghĩa là gì? Người ta vừa vào trong vòng 30 giây người ta thoát. Mà người ta vừa vào cái landing của bạn mà người ta đọc cái giá người ta thoát luôn ấy. Thì thằng Facebook nó sẽ đánh giá là gì? Là cái time on site. Time on site nghĩa là thời gian người ta ở lại trên website của bạn ấy là kém. Như vậy có nghĩa là người ta không thích cái nội dung này. Và dù cái landing của bạn có làm hay đến mấy, làm đẹp đến mấy, mà tỷ lệ thoát của các bạn mà càng cao thì cái chạy chuyển đổi lại càng đắt. Chính vì vậy cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là đa số bây giờ các cái landing chuyển đổi người ta không còn để giá bên trên đầu nữa. Người ta không còn để giá trên đầu nữa. Các bạn dung ạ, hầu như không để giá trên đầu nữa. Người ta sẽ để giá phần giữa hoặc là người ta sẽ để giá phần cuối. Thì dù để giữa hay để cuối thì mình không dám bố chịu với mắt thợ, nhưng mà mình thấy rất đa số bây giờ mọi người đều không còn để giá trên đầu nữa. Nếu như bạn chạy chuyển đổi mà vẫn còn để giá trên đầu thì cái landing của bạn là sẽ là kém. Như vậy cần để cái gì lên đầu? Để cái vấn đề nào mà có lợi cho người ta ngay lên trên đầu. Các bạn hiểu không ạ? Tóm lại là con người ta thực tế đấy. Nó thực tế cực kỳ luôn đấy. Thực tế là gì ạ? Người ta kích vào quảng cáo của bạn khi nào? Người ta kích vào quảng cáo của bạn khi người ta cảm thấy điều này có lợi cho họ. Đúng các bạn? Nó giống như cái việc là các bạn đang xem livestream mình để làm gì. Có hai đối tượng sẽ xem livestream mình. Một là những người yêu quý mình xem livestream mình, xem mình chém gió cho vui, xem này sàm sàm gì, đúng không ạ? Và một đối tượng là những người tin rằng là xem cái livestream mình sẽ có ích cho họ, đúng không ạ? Những ai mà tin rằng là xem livestream mình có ích thì vui lòng comment vào trong cái livestream mình thử xem nào, đúng không? Anh em nào mà cảm thấy là xem livestream mình là có ích và hữu ích thì các bạn vui lòng là comment và trong cái livestream mình giúp mình, đúng không các bạn? Thì tương tự như vậy, những khách hàng ấy mà người ta vào xem cái landing của bạn ấy, người ta chỉ tìm cái gì có ích cho họ, cái gì có lợi cho họ thôi. Và nếu như trong vòng khoảng độ 10-15 giây mà các bạn, nghĩa là không đến 30 giây đâu nhé, 10-15 giây mà các bạn không thể nào mà sâu được cho họ thấy rằng là họ được lợi gì thì hầu như họ sẽ thoát ra ngoài. Các bạn dùng ạ, ví dụ như cái landing này các bạn sẽ nhìn thấy là ông này ông hơi tự sướng. Ông suốt ngày ông chỉ gọi là chúng tôi là cái gì. Nhưng mà cái tôi ông này rất là cao. Chúng tôi là cái gì? Chúng tôi được giới thiệu trên đài truyền hình VTV6. Chúng tôi là cái gì? Chúng tôi là cái gì? Tính năng nổi bật chúng tôi là cái gì? Tính nôi là cái gì? Thì thường mình thấy làm landing ấy, mình thấy là làm landing ấy có hai kiểu là phong cách làm landing. Một phong cách làm landing là phong cách làm landing dựa trên cái tôi. Phong cách làm landing dựa trên cái tôi thường mấy anh em hay được cứ coi như họ là I am ấy. Tôi là
tôi là công nghệ túi khí hoàn hảo từ đầu đến chân, tôi là, đúng không? Tôi là chức năng không trọng lực. Sau đó là tôi là hệ thống bi xoay thông minh. Sau đó tôi là chương trình massage tự động, đúng các bạn? Sau đó tôi là thông số kỹ thuật. Tôi là thông tin sản phẩm. Sau đấy là gì ạ? Mua nhanh lên bạn ơi. Sau đấy là tôi là đấy. Sau đấy là tôi là. Thì những người làm landing như thế này, cái tôi họ rất là lớn. Khi mà cái tôi họ rất là lớn thì thường họ chỉ nói những gì họ có thôi. Họ nói những gì họ có, chứ họ không viết những cái nội dung mà anh em mình cần. Các bạn hình dung ý mình nhỉ? Họ không viết cái nội dung anh em mình cần. Và nội dung anh em mình cần là gì ạ? Chúng ta cần thoải mái, đúng không các bạn? Nếu như mà chúng ta là người vừa hay làm văn phòng thì anh em sẽ cần gì? Anh em cần thoải mái. Anh em sẽ cần cái landing làm sao mà thoải mái nhất có thể, đúng các bạn? Còn nếu như mà chúng ta là một cái người gì ạ? Chúng ta là người lớn tuổi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần là gì? Cái này có giúp tốt cho sức khỏe không? Cho nên nếu như bạn làm cái landing cho dân văn phòng thì ngay từ đầu bạn nói luôn cái này sẽ đem lại sự thoải mái cho bạn. Cái này sẽ đem lại cho bạn cái gì, cái gì, cái gì. Còn nếu bạn đang làm cái landing cho người lớn tuổi chẳng hạn, thì bạn nói luôn ngay từ đầu đi. Đấy là gì nhỉ? Cái này sẽ đem lại sức khỏe các bạn. Thì nếu như mà người ta là người quan tâm đến sự tiện dụng, hay là người ta là người quan tâm đến sức khỏe, thì ngay lập tức là người ta sẽ làm gì? Sẽ ngay tức người ta sẽ vào người ta xem. Sau tức người ta xem tiếp, xem tiếp và xem tiếp. Còn nếu như anh em làm dạng landing dạng I am, nghĩa là tôi là ấy, thì phải trừ khi anh em mình là một người nổi tiếng rồi, hay là anh em mình phải là một cái người kiểu nhiều người biết đến rồi, thì lúc đấy mới I am tôi là thì người ta mới quan tâm. Chứ còn nếu như mà bản chất anh em mình là người xa lạ với nhau, bản chất chúng ta làm một cái quảng cáo hoàn toàn mới lạ với người dùng mà anh em cứ I am tôi là thì sẽ rất là khó. Cho nên trả lời câu hỏi cho bạn đang Khoa Phạm ấy, đấy là nếu như bạn chạy chuyển đổi mỹ phẩm thuần mà kết quả đắt ấy, thì bạn phải xem lại cái landing của bạn là bạn đang làm như thế nào. Bạn đang Khoa Phạm có hình dung ý mình không ạ? Bạn đang Khoa Phạm hình dung ý mình không ạ? Đang Khoa Phạm. Nãy giờ là mình trả lời cho câu hỏi của bạn nhé. Có thể mình trả lời hơi lan man, nhưng ngắn gọn lại mình sẽ trả lời cho bạn đó là gì? Đó là bạn chạy đủ các chiến dịch thăm dò nhưng nội dung trên landing của bạn mà không hấp dẫn thì coi như là mọi nỗ lực của bạn là công cốc, đúng không ạ? We'll be right back.